Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tính đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi được trên 35.000 hectare tôm nước lợ. Tổng diện tích tôm bị thiệt hại đã ghi nhận trên 3% tổng diện tích đã thả nuôi. Qua kết quả giám sát tại các ao nuôi cho thấy, phần lớn diện tích tôm nuôi bị thiệt hại do nhiễm dịch bệnh. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã chủ động triển khai các giải pháp phòng bệnh ngay từ đầu năm nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, trong những năm qua, do biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường, làm cho môi trường thay đổi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đặc biệt là trong nuôi tôm của người dân. Chính vì vậy, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi cũng diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều nơi, kéo dài, làm thiệt hại lớn cho người nuôi tôm. Cái tình hình mà dịch bệnh trên tôm nuôi á, thì năm nay á, thì theo chúng tôi đã quan trắc ở trên một số cái vùng nuôi á, thì từng vùng nuôi á, thì nó xuất hiện các ba cái loại bệnh chính ở trên vùng nuôi. Thứ nhất là bệnh tôm cắn, thứ hai là bệnh hoại tử ở địa cấp, thứ ba là vi bò tử trùng. Thế đó mà cái này là những cái bệnh này á, thì nó xuất hiện là rải rác trong suốt quá trình nuôi, đó. Thì cái bệnh á, thì nó gây thiệt hại khoảng đến 3 đến 3,5% trên cái diện tích nuôi thôi. Anh Phạm Huỳnh Hà là một trong những hộ thả nuôi tôm khá sớm ở khu vực ấp Cảng Muối, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, ao nuôi của gia đình anh phải tiến hành thu hoạch sớm ngay khi phát hiện dấu hiệu của bệnh hoại tử gan tụy cấp. Việc thu hoạch sớm khiến tôm không đạt được kích cỡ như mong muốn, giá thu mua thấp, nhưng theo anh Hà, đây là giải pháp tốt nhất để tránh thất thoát nặng hơn về năng suất. Tôm thiệt hại là coi như tôm chết sớm, là thu hoạch là cái lượng sản lượng nó không cao so với mình ước tính. Hiện nay là coi như là mình cũng đã đề phòng rồi, vụ này là coi như mình đánh dược khuẩn rất là kỹ, rồi tùy theo cái tình hình thời tiết để mà trong vụ nuôi mình có cái chuyển biến khác. Hợp tác xã Hòa Nghĩa tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu với diện tích nuôi tôm khoảng 90 hectare. Trong năm 2023, hợp tác xã đã thả nuôi được 100% diện tích. Để cải thiện lợi nhuận sản xuất trước nhiều khó khăn đối với nghề nuôi, trước khi tiến hành thả giống, hợp tác xã đã tích cực vận động các thành viên chuẩn bị thật kỹ từ khâu chọn giống, cải tạo ao đến việc đảm bảo các yếu tố môi trường. Việc xử lý nước để cung cấp cho ao nuôi cũng được hợp tác xã chú trọng thông qua việc nuôi theo hình thức xoay vòng nước và ưu tiên sử dụng men vi sinh. Nhờ vậy, dịch bệnh trên tôm nuôi được quản lý tốt, tôm phát triển khỏe mạnh. Hợp tác xã cũng có khuyến cáo là mình lựa con giống chất lượng, rồi mình nuôi theo cái mô hình khép kín tuần hoàn, rồi xài vi sinh, rồi chăm sóc thức ăn, rồi quản lý thức ăn rồi cho nó kỹ càng hơn. Chứ năm nay là tình hình đã khó khăn, giá nó thấp rồi mà nuôi không kỹ nữa là bà con là trong thành viên là có thể là lỗ đó. Nhằm kịp thời khuyến cáo tình hình dịch bệnh tại vùng nuôi, hạn chế phát sinh chi phí sản xuất khi tôm nuôi nhiễm bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai 5 chương trình giám sát chủ động và bị động trên tôm. Định kỳ, các kết quả quan trắc môi trường và dịch bệnh sẽ được gửi về các trạm chăn nuôi và thú y, phòng kinh tế, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố để thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp người nuôi chủ động hơn trong sản xuất và phòng chống dịch bệnh. Nuôi tôm muốn thành công thì cái yếu tố là về thời tiết, về môi trường, về dịch bệnh và chăm sóc. Thì đây là những cái yếu tố để tạo nên cái sự chậm thành công. Trong đó con giống cái trong khâu chăm sóc đó, thì có con giống với thức ăn là nó cũng rất là quan trọng. Hoặc là người chăm sóc thì cũng phải biết là quản lý về môi trường. Tức là cái trong ao nuôi của mình hàng ngày mình phải biết là cái pH như thế nào, oxy như thế nào là đủ. Để mà giảm bớt cái tình hình thiệt hại á, thì về phía ngành á, thì cũng khuyến cáo bà con một số giải pháp. Thứ nhất là mình phải tuân thủ cái lịch mùa vụ. Cái thứ hai là về phía chuyên ngành thì cũng tăng cường chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con nuôi để mà bà con tiếp cận được cái trình độ khoa học kỹ thuật. Cái thứ ba nữa là chúng tôi là khuyến cáo người nuôi là phải trước khi thả tôm thì phải là lượng giống chuẩn, giống đạt chất lượng. Hiện nay, giá trị ở lĩnh vực thủy sản chiếm trên 50% cơ cấu GDP hàng năm của tỉnh Sóc Trăng.
nên thành công của nghề nuôi tôm nước lợ đóng góp rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế mỗi năm của tỉnh. Vì vậy, khởi động trong thận trọng là rất cần thiết để ngành tôm tỉnh Sóc Trăng trụ vững trước những biến đổi liên tục về giá thành sản xuất và rủi ro dịch bệnh, phấn đấu đạt sản lượng tôm nuôi trên 205.000 tấn như mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Thưa quý vị, hiện nay tôm được xem là mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu của ngành thủy sản ở nước ta hiện nay. Trước tác động của biến đổi khí hậu, môi trường dịch bệnh ngày càng gia tăng, luôn gây bất lợi cho người nuôi tôm. Việc áp dụng các biện pháp trong việc phòng, điều trị bệnh sẽ giảm bớt rủi ro cho người nuôi tôm và sẽ góp phần phát triển bền vững ngành tôm trong thời gian tới. Đến đây, phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.